Con tin người Úc Đại Lợi được lực lượng an ninh Fullerton bảo vệ, tin từ The Guardian. Con tin người Úc Đại Lợi Warren Rodwell hôm qua được trả tự do tại thành phố The Guardian ở miền nam của Fullerton sau 15 tháng bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền nam Fullerton bắt giữ. Ông Rodwell có vẻ gầy gò và kiệt sức, mặc áo khoác quân đội và được binh lính Hoa Kỳ hộ tống đến tổng hành dinh của lực lượng vũ trang Fullerton ở miền tây Mindanao. Ông Rodwell, 54 tuổi, là cư dân thành phố Tamworth của nước Úc, lập gia đình với một phụ nữ Fullerton và sống tại thị trấn Ipil, tỉnh Sibugay. Ngày 5 tháng 12 năm 2011, phiến quân Hồi giáo đột nhập vào nhà ông, bắt cóc ông và đòi tiền chuộc 2 triệu Mỹ Kim. Ngoại trưởng Úc Bob Carr hoan nghênh việc trả tự do ông Rodwell và hiện nay vẫn đang ở chỗ của lực lượng an ninh Fullerton cùng với đại sứ Úc Đại Lợi tại Fullerton là ông Andrew Burney và một đại diện của Bộ Quốc phòng Úc. Abu Sayyaf là một trong nhiều nhóm Hồi giáo có vũ trang đang hoạt động tại miền nam của Fullerton, nơi mà phong trào ly khai của người Hồi giáo làm hàng chục ngàn người thiệt mạng kể từ những năm 70 của thế kỷ trước. Nhóm này chuyên bắt cóc người nước ngoài, người Cơ Đốc giáo và các doanh nhân địa phương để đòi tiền chuộc.